đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua rộng gió. Ngày vừa lên hay đêm xuống bay mau, ôi trái tim đã bay theo thời gian, làm chia bóng đi giao lời dối gian. Nhưng khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Chum 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 chum. Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, để bỏ trái tim, để bỏ trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm yên, mùa dài lâu mang theo vết thương sâu, chim bay đi triền miên và tiếng hót tan trong trời gió đêm. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếm người, còn cuộc đời ta cứ vui dù vắng bóng mai, dù vắng. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, để gió. Chương trình Kira Yaro và những trái tim Việt Nam xin được khép lại tại đây. Chương trình thì đã khép lại rồi, nhưng chúng tôi hy vọng rằng thông điệp mạnh mẽ mà chúng tôi muốn gửi gắm đến tất cả quý vị và các bạn thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ còn động lại mãi và sẽ tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống của chúng ta. Vâng, và bây giờ đây, để bày tỏ sự cảm ơn chân thành của những người thực hiện chương trình, cho phép chúng tôi xin trân trọng kính mời các vị khách quý hãy cùng tặng hoa cho các nghệ sĩ và đặc biệt là nhóm của Peter Yaro và những người bạn. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Bạch Ngọc Chiến, Quyền trưởng Ban Ban truyền đối ngoại VTV4 Đài truyền Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Quý Hòa, Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Hưng Quốc, Ủy ban Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam cùng bước lên để tặng hoa cho các nghệ sĩ đã cùng tham gia chương trình. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Tôn Hoa Sen thuộc Hoa Sen Group và các mạnh thường quân. Xin cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, báo Dân trí Online, công ty cổ phần Mạng Việt đã cùng phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình này. Vâng, một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn. Xin chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc.